tất cả họ thiên á là phải tự đốt đuốc đi nha con. Nhưng mà cỡ tuổi này đốt cũng hơi khó, nhưng mà giờ chót á thì biết quay đầu ngồi đây. Khi mà vô phòng bệnh viện ICU á thì kêu tên Thiên Tấn Kiệt, nhưng mà về nhà hoặc là vô đây nè, mỗi cuối tuần rảnh rảnh vô đây lại sám hối cha. Thì cha sẽ cứu. Dạ, sư phụ, nhà con có thằng thợ luôn. Thì cứ mỗi ngày rảnh vô đó lại. Mỗi ngày hai thời. Mà ngày nào mà không lại là ăn cơm không ngon đó. Dạ, muốn ăn cơm ngon là phải vô lại sám hối. Dạ. Giờ không cần đọc kinh gì hết, chỉ cần lại thôi. Tại tuổi này sao đọc nổi. Thì cứ vô lại lên lại xuống. Để mà bao nhiêu nghiệp chướng của mình đó, sám hối nó quan trọng hơn đọc kinh đó. Đọc kinh nó quan trọng ở tuổi trẻ, nhưng mà tuổi lớn là sám hối, cái nào nó cũng là quan trọng nha. Nhưng mà cuối tuổi này thì sư phụ khuyên nên sám hối nhiều. Dạ, sám hối ba một tháng 3 ngày sư phụ. Nói ăn chay trường nha. Dạ con chay trường. Cỡ tuổi này mà ăn mặn nữa là con ăn 20 năm rồi sư phụ. Ừ. Dạ. Để cho nó nhẹ nhàng cơ thể. Mình chỉ tưởng nhớ những chuyện xưa mình làm sai. Ví dụ hồi xưa mình phá thai, hay là mình lường gạt ai, cấm sinh trọng gì đó, vân vân và vân vân, gán nhớ lại. Thì cái lại giới thức nó sẽ xóa. Tại vì cái địa ngục là nó nằm trong cái lại giới thức mình. Khi mình trở thành một người thánh thiện á, là mình sẽ nhớ lại những cái chuyện mình làm không đúng. Cho nên lúc mình sám hối đó, là hôm nay tôi xóa lại cái chuyện cũ của tôi. Mục đích là vậy. Địa ngục là ngay trong cái cơ thể chúng ta, ngay trong cái trí não chúng ta. Cái điện thoại của mình đó là cái sim đó, mình chụp hình tầm bậy á, nó cũng là tương tự như vậy. Còn trong đó là hình Phật, kinh Phật, lời hay ý đẹp của sư phụ thì là Phật là tiên. Còn trong đó chứa những cái đồ tào lao hay những cái YouTube không đúng, đó là địa ngục, là quỷ. Thì cái lại giới thức mình nó cũng như cái sim của điện thoại. Thì khi mình lại sám hối là mình nhớ lại, gán nhớ lại những hồi xưa tại sao mình làm như vậy, thì tự nhiên mình xóa. Chứ còn nếu mình không làm á, mà ống mà bác sĩ sắp rửa rút á, mình còn hối tiếc. Ngày xưa mình chỉ vì một miếng ăn, một vài ba đồng bạc mà mình tạo ra chuyện nghiệp lớn như vậy, mình hối tiếc. Khi mình hối tiếc, mình không có còn tha thứ cho mình, thì làm sao mình về với cha được? Có phải là mình bị đỏ không? Có hiểu không? Là giờ chót nó quan trọng là cái chỗ đó, gọi là cận tử nghiệp. Khi cận tử nghiệp là cái linh hồn phải thanh thản, không còn hối tiếc, không còn nhớ tới tiền của, và không còn luyến tiếc con cái nữa. Nó có cái chuyện của nó. Đến lúc mà cận tử nghiệp mà bác sĩ sắp rút ống, mà nó trời ơi con tôi bỏ đi, nó còn nhỏ, bây giờ nó không có nghề ngỗng gì, đang thất nghiệp, ai lo cho nó? Đọa đi ngục liền, không có được đi về. Thiệt á. Cho nên lúc mà mình bác sĩ rút ống á, là hôm nay sư phụ dạy mấy đệ tử lớn tuổi ngồi xe lăn này, là phải về lại sám hối. Và đồng thời á, mình phải tha thứ cho bản thân mình trước. Thì lúc đó cha với Phật, với Thượng Đế, với Chúa Giê-xu sẽ tha mình sao? Đó là lời thật đó nghe. Gán là. Còn nếu mà mình không tha mình, lúc mà mình còn có mấy khắc mấy giây, mình rất là tỉnh táo. Tại lúc đó nó hồi quang á, mình nhớ lại, mình hối tiếc chừng nào, mình càng bị đọa chừng đó. Cả những gì thầy có thể tu 70 năm, 80 năm, nhưng mà ông chỉ một lần làm lỗi, mà lúc đó ông nhớ là chuyện lầm lỗi của ông, ông không tha thứ ông, ông cũng vẫn bị đọa như thường đó. Gán làm đi con. Cái đó cũng là bệnh nghiệp, giờ mình sám hối là cũng suy nghĩ cái đó. Thì làm sao mình, nếu mà mình bệnh nhiều quá, thì tôi cũng nghĩ chỉ làm sao lúc mình sám hối để cho bớt cái nghiệp của mình. Cái đó là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp nó không phải là đời trước, mà nó cả nhiều cái thân trước. Chúng ta là những cái thần hồn bất tử, đã mang từ thân này qua thân nọ, từ thành tinh này qua thành tinh kia, từ Bắc Lô Châu qua Tây Ngô qua Châu, Đông Thắng Thần Châu. Hôm nay chúng ta tụ lại Nam Thiện Đồ Bộ Châu, chúng ta đi vượt biên qua Mỹ,
quy tụ lại Houston, và hôm nay chúng ta tụ lại nữa là ngay Thiên Long Giang này. Thì chúng ta ở khắp tứ phương trong dãy ngân hà, thì những cái tích lũy nghiệp ấy, nó gom lại thì nó đem ra thân bệnh, cũng giống như sư phụ là người chiếc thân của những thành tinh kia. Hôm nay sư phụ cũng phải lãnh cái nghiệp của thành tinh kia, không phải chỉ riêng thành tinh này, gọi là quá khứ nghiệp, tích lũy nghiệp. Nhưng mà tất cả đều xóa được, nghiệp như nợ thôi mà. Ok, tôi băng gấp xì đó nghe, tôi không có tiền trả, nó vậy đó. Bây giờ tôi chỉ còn vô chấp tờ 7, chấp tờ 13 vậy thôi, tôi trả payment thì tôi lại mấy cái, thì nhà băng nó cũng xóa mình vậy, làm gì mình giờ cũng y vậy thôi. Nghiệp là mắc nợ ba BK.